Chào các bạn đến với kênh của Đào Thiện Minh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn, hôm nay mình sẽ giới thiệu không phải hướng dẫn nha mọi người. Hôm nay mình giới thiệu một cá lòng đẻ nha, lòng đẻ cá bảy màu ha. Có thể mình để riêng những con cá hay mồi cá để riêng trong một cái bình đó, mình lột keo ra cho các bạn xem cuối video, các bạn theo dõi nhập như thế nào rồi cách để vô hồ nha. Video trước mình có làm, các bạn theo dõi video trước. Thì video này mình giới thiệu các bạn là cái lòng bằng mica, nó hàng rất là đẹp, hàng nhập khẩu luôn nha bạn, có lợi hết, treo đều được hết. Rồi bây giờ các bạn hãy theo mình vô chi tiết cái đập hộp và lắp ráp và cho thực hành thực tế trải nghiệm luôn nha mọi người. Rồi theo mình nào, đây là gói hàng của mình đặt từ trên Lazada nè mọi người, giá tiền là 280.000. Thì các bạn xem địa chỉ người gửi nha. Đây là địa chỉ người gửi từ bên nước ngoài. Đây là hàng được vận chuyển bằng hàng thông nha bạn. Phí vận chuyển là 20k, rất là đáng đồng tiền nha mọi người. Mình cảm thấy nó đồng tiền, cảm thấy nó đẹp, cảm thấy hàng chất lượng nên mình chia sẻ cho mọi người xem. Đó, bây giờ mình tiến hành tháo bao bì và đập hộp luôn nha bạn. Rồi, lấy kéo cắt ra. Chúng ta cắt ngang ra xong rồi bắt đầu tiến hành tháo bao bì ra. Đây, bên trong có một cái hộp. Hộp rất là chi tiết, rất là rõ ràng nha bạn. Hình ảnh y như trong hộp luôn nha. Đó, lòng cách ly cá nha bạn, với lòng đẻ là khác. Lòng đẻ thì mình các bạn mua trên Lazada cũng có. Còn không các bạn đi ra những tiệm hồ cá cảnh thì các bạn nói lòng đẻ. Còn không các bạn tự làm, tự chế lòng đẻ cũng được. Video trước mình cũng có làm, có hướng dẫn làm, các bạn có thể bấm video trước của mình. Lòng đẻ cá bảy màu Đào Thiện Minh sẽ ra nha. Còn đây là bộ sản phẩm mình toàn bộ lòng cách ly, mình dùng cho nó đẻ luôn cũng được nha bạn. Lòng cách ly cá các thầy có thể nuôi tích hợp với cá lớn, cá bé, cá nhỏ cho một cái hồ. Nhất là thường thì dòng này người ta xài cho dòng thủy sinh, người ta dòng nuôi dòng thủy sinh nhiều, thường được gọng lại mồi tép hay là thứ gì đó mình ta gọng lại, nước là đa dụng. Nhưng mà cái này nhìn rất là thẩm mỹ, độ meca của nó rất là trong, rất là đẹp. Nói chung là hàng cũng rất là chất lượng đó bạn, hàng tốt, nhìn vô mình bóc vô tay rồi mình thấy chất lượng, không phải mũ bình thường, meca rất là cứng và trong đẹp. Đó, đây là cái nắp của nó nha bạn, nắp đậy bên trên để cá đừng có nhảy ra. Còn đây là những nút hít, có thể là dán cặp thành hồ. Còn đây là những cái dây cao su để cột lại, nẹp lại cái đầu khớp nối của cái miếng mica. Còn đây là các tấm đế bên hông mình giáp lại, tất cả các khớp mình giáp lại hết, cột dây cao su rồi giữ lại là ok. Xài rất là chắc cú nha bạn, nhìn vô rất là cứng cáp. Đây là những cái khớp nối mình tháo ra, tháo những cái khớp đó ra, đâm cho nó lủng thủng ở bên kia để mình có thể xỏ những cái khớp nối của kết nối từ tấm này qua tấm khác. Rồi chúng ta tiến hành lột keo luôn nha bạn. Cái lớp keo của nó rất là mỏng nha bạn, rất là khó lột, không phải dễ đâu. Các bạn có thể lấy dao khụi nó cho nó bong ra rồi cho mình lột dễ hơn, chứ lột như vậy rất là khó lột, rất là sát. Nó lấy đồ bung nại lên nó mình lột ra, nó lột ra là trong suốt, thấy không, trong như tấm kiến nghe bằng mica rất là an toàn. Thì gớt cũng không sợ, còn có nhiều miếng kiến mỏng như là đụng vô bẻ cũng gãy nữa nha. Mica thì sợ an toàn hơn. Đó, cái nắp mình lột luôn, lột hết tất cả luôn rồi bắt đầu mình mới tiến hành lắp ráp. Hàng mình cảm thấy cầm trên tay rất là chất lượng nha bạn, không phải là hàng fake rồi để cầm quên cong cong rồi ha. Hàng rất là chất lượng, nhìn vô bây giờ mình lấy băng keo để kéo cái miếng nó ra, tắm được tắm không nha bạn, không phải tắm nào cũng kéo được nha. Mình lột ra thì có thể nó do cái lộ cái độ bột á, để cho giữ hơi ẩm của nó, để cách ẩm á, có lúc có bột nên cái băng keo không dính lắm.
tiến hành chịu khó lọc từng tấm thôi. Cái nút này là nút xỏ nút dính của hồ nha. Nếu mà các bạn không xài nút dính thì đừng có bật nó ra, rồi cá nó sẽ chạy ra nha. Các bạn giữ luôn, giữ nguyên hiện hình, luôn, đừng có bật ra. Còn mình xài phải dán nút thành kiến nên phải bật nó ra luôn, rồi bắt cái nút dính vô. Rồi các bạn nuôi mà móc á, rồi đừng có bật nó ra, cá chạy hết, là lúc đó là phiền nữa. Bốn cái nút này nó có hai chấu dính lại, cho mình tận dụng xài thì mình xài, giữ lại mình lột keo luôn. Còn không thì mình lấy tay đẩy mạnh là nó bung ra. Rất là tiện dụng, như là lắp ráp đồ chơi robot của trẻ con vậy đó. Đấy, công nghệ Trung Quốc xài làm không? Rất là chất lượng nha bạn. Mình coi video cái YouTube mình kiếm lòng đẻ rất là nhiều nhưng mà chưa thấy anh nào review cái này. Thì hôm nay mình review cho anh em xem cái lòng đẻ này. Lòng cách ly chứ. Lòng cách ly, lòng đẻ mình tận dụng hết nha. Cái này mình xài để lẻ đẻ luôn. Mình nuôi cá bể màu bên trong là nó đẻ mình vớt ra thôi. Có một miếng giữa mình nuôi cá liêu thia cũng được, ăn ra hai cặp đều được hết. Đây mùa dịch mình rảnh nên bắt đầu sinh nông nổi, cái hồ nuôi tất tần tật 3-4 loại cá luôn, thích là chơi thôi. Rồi bây giờ mình lắp ráp vô đó, tiến hành lắp ráp 3 miếng vô giống như lắp quan tài, thấy chưa, 4 miếng lớn 2 miếng nhỏ. Ráp vô tùy ý nha bạn, có khớp có hướng dẫn sử dụng, các bạn coi trên cái nắp hộp các bạn ráp vô. Ráp tới đầu chúng ta lấy cái dây thun đúng là xiết này, tới đó nó sẽ không bung, cái dây cao su á cầm vô cái nắp nối là sẽ không có tuột ra, rất là tiện dụng. Chúng ta dẫn đứng lên thì chuẩn bị cột vô. Còn đây là dây cao su để siết lại, khóa là những cái khớp nối nha bạn. Dây cao su nó cho mình dư, sẽ cua hai lần, phòng các bạn xài lâu quá nó nở rồi các bạn lấy cái đó xài. Còn không được nó cũng ra là cái dây thun chúng nó siết lại cũng tạm ổn. Còn các bạn lấy dây đồng á, dây đồng siết lại nhưng mà nó không đẹp lắm, để kiểu này là đẹp luôn đó, hay không, sát dịch luôn, nhìn rất là hài lòng. Cái lồng này mình mua về 280.000, rất là hài lòng các bạn. Mình đập hộp ra, mình cắt bao bì ra, cầm lên tay cảm thấy nó rất là xứng đáng đồng tiền cái bát gạo mình bỏ ra để thỏa chí đam mê cá cảnh của mình. Rồi bắt đầu nhí nhảnh như con cá cảnh luôn nha. Rồi còn đây là miếng vách ngăn, ngăn xong cấm chợ nha bạn. Đó, nhà anh nhà em cách nhau một bức tường luôn đó, phòng cách ly luôn. Thành mua cái lồng này đúng mùa dịch Covid này, chỉ thị 16 cách ly luôn. Nó cái này là cái nút để cột cái móc lồng lên. Các bạn có thể làm móc lên thành hồ, có thể xài nút dính hai loại. Rồi bây giờ mình ráp luôn trọn bộ cho các bạn xem luôn nha. Các bạn muốn xài kiểu nào là xài đó, móc lên nó hai cái nút lớn á, mình ráp vô, cho nó bằng mũ luôn nha, cũng rất là hay, mũ trong đẹp luôn, rất là thẩm mỹ, chứ không phải là đưa ốc con tán gì cho mình bằng mi nóc thôi cũng mất đẹp. Nó chọn bộ bằng mica 100% luôn, chỉ có 4 cái nút bằng cao su thôi, rất là hay. 4 cái nút với mấy cái dây rút dây khóa khớp lại là bằng cao su. Rồi chúng ta siết chặt những cái ốc lại hết và bắt đầu có thể treo. Các bạn có thể treo dán tùy thích đó, xong rồi đó nha mọi người. Giờ chúng ta tiến hành
bỏ vô hồ và test thử thôi coi công năng nó ok không. Rồi trước tiên mình bơm nước vô hồ trước rồi đã. Mình bơm nước vô các bạn thấy cái gì xoay xoay ở trên đầu con cá lồng không? Đó là cái bóng chống sạn mắt cho cá lồng nha bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta tiến hành lắp đặt vô thôi. Thì hồ mình chuẩn bị xong xuôi hết, bơm nước hết trơn rồi. Thì lồng cũng lắp ráp rồi. Giờ chỉ còn là đặt nó vô hướng nào thôi. Cứ cần coi phong thủy không? Nam Trung Bắc hướng nào không ta? Rồi bây giờ thì có... thích chỗ nào tiện chỗ đó, móc chỗ đó thôi. Cảm thấy chỗ nào tiện dụng được, không có ảnh hưởng tới con cá rồng. Tại vì đây là con hồ của cá rồng nha bạn, không phải là hồ của cá chép hay là cá bảy màu. Đây là hồ chủ nhà là cá rồng. Nên mình chỉ để vô phụ kiện đây là ở chỗ tạm trú, tạm vắng của con cá bảy màu. Và những con cá chép ở dưới là cá chép mồi nha bạn. Thì mới đầu mua về nó nhỏ như cá bảy màu vậy, nuôi giết chà bá lửa luôn, con cá ăn không kịp, nó to giết ăn không được. Chắc chuẩn bị thời gian nữa mình cho tấm khứ nó đi luôn rồi. Rồi lắp đặt vô xong thì cái hồ này chuẩn bị test nhanh trong lúc sử dụng luôn đó. Đây là miếng kiến lật lại rất là tiện, thấy không, xếp lại hết rồi mình bỏ cá vô rồi ok nuôi thôi. Hai phòng đó, phòng chú rể, phòng cô dâu luôn. Còn không, các bạn lấy miếng nó ra rồi nuôi chung cộng sinh cho nó vui. Thì nuôi nó lớn lên mình chuyển ra hồ trên lầu. Mình có nuôi một bầy bảy màu thì cảm thấy trên lầu không có đèn ngắm bên hông không được, nên mình chuyển xuống quyết định mua cái lồng cách ly. Lồng cách ly để chuyển xuống à, các bạn xem móc nè, rất là khớp với trong cái miếng kiến của mình nha bạn. Kiến 5mm 5 ly hay là 3 ly các bạn đều móc được hết. Thì cái thành này, hồ này nó làm cái đồ móc rất là đa dụng, bất cứ size nào nó móc được hết. Nhưng mà mình không xài móc nha, mình xài hít vô đó, hít dính vô. Đây là điểm gắn cho thứ hai để test coi con cá rồng có bị vướng không. Mình không sợ gì, sợ con cá rồng nó va vô, nó hoảng nó va vô thì bể mắt thôi. Nó mình kiếm chỗ nào để tiện dụng cho con cá rồng, không ảnh hưởng đến chủ nhà. Giờ mình chỉ cá bảy màu là chỉ nuôi tạm thôi, nuôi trong mùa dịch cách ly mười mấy 20 ngày đây rồi, nên đem xuống đây nuôi chơi. Sẵn là ngồi mình làm việc tại cái hồ này nhiều, cái bàn này nhiều, nên đem xuống đây mình ngắm luôn, tận dụng 3 trong 1. Không, mình để ngay đây thì có thể sẽ vướng, nên chuẩn bị thay đổi. Con cá rồng này mình nuôi cũng được cả năm rồi các bạn. Con này mình nuôi con thứ tư rồi, thì chết vài con nên có kinh nghiệm. Mình làm video nào cũng có làm hết nha, từ cái lúc chết cho tới hấp hồng công luôn, làm luôn, làm tút lút hết. Làm video để lưu niệm lại thôi, chứ không phải là hướng dẫn hay là dạy dỗ gì hết. Thì ai có ý kiến, cao kiến thì góp ý vô, mình xin cảm ơn. Đó, còn đây là cái máy lọc nước, máy bơm nha. Máy bơm ở thùng lọc Asman, video trước mình cũng có làm đó. Rồi, cái chỗ này là không thích hợp được nữa, mình vì mình móc vô đây nó sẽ không đóng cửa được. Di chuyển chỗ khác thôi. Di chuyển ra mặt tiền lớn luôn. Đó, mặt tiền nở rộng luôn. Bại lộ luôn ra. Rồi xin nhắc lại lần nữa nha, cái bể lọc cách ly này mình chỉ là chơi tạm thôi chứ không phải để luôn nha bạn. Mình để luôn ảnh hưởng con cá rồng nhiều lắm á. Đây là mình để chơi và mùa dịch rồi ngắm thôi. Tại vì mình đi làm cũng đi làm thường ít ở nhà lắm, mình để đó có ảnh hưởng của nó. Bây giờ là
đem xuống đây là ảnh hưởng rất là nhiều nè. Một là lau chùi gông ghiêu nè, lúc mà hồ cá rồng mình phải bơm nó thấy đàn nhiều không, nên sẽ bấm gông nha, nó sẽ hệ lụy rất là lớn, rất là khó khăn được chùi rửa. Bây giờ chơi mùa dịch thôi, chơi tháng rồi bắt đầu mình có thể tìm cách khác coi nó được không, nếu mà ổn mình chơi tiếp, còn không mình để chỗ khác làm luôn. Nó cửa kiến đồ, thấy cái lồng này rất là thú vị, rất là hay, nên mình giới thiệu cho mọi người, làm cái video chia sẻ cho anh em chơi cái lồng này nó tốt hay không, mình mọi người cho ý kiến nha mọi người. Đó, con cá nó thấy là lạ, nó cũng bù bù vô coi ha, giống như phiền hầm cá mập nha, giống như cái lồng bỏ vô cá mập ở ngoài bơi bơi thấy không, y hệt luôn nha, lồng cá mập nha. Mình đợi đó. Rồi bây giờ thì chuẩn bị đi bắt tù binh thôi. Thì cái nước trong bịch đó mình lấy nước trong hồ cái lồng lên để cho nó quen nhiệt độ ha. Nhưng cái này cũng không sao, nó rẻ tiền, mình chơi không cần kích nhiệt độ hay gì hết. Rồi bỏ vô thôi. Thích con nào, thấy con nào ưng ý bỏ vô. Mình chọn cá trống nhiều các bạn. Chứ cá trống trên này rất là nhiều, cá mái thì mình cho nó đẻ. Đẻ tiếp để tiếp tục duy trì nòi giống. Còn những anh chàng đẹp trai thì mình che xuống dưới làm bỏ vô lồng kiến như Thái Lan cho nó thành tre bao hết. Thì cái hồ cá bảy màu này video trước mình cũng có làm nha, thì cải tạo từ cái hồ đông không, cải tạo lên môi trường sống cho nó đổi thành lá chầu bà, thì vệ sinh lại bỏ hết tất cả bùn đất đi. Thì bây giờ mình phải chịu khó hút cặn, hút cặn là 4-5 ngày một lần, thì yên tâm mình làm một lần cũng được, mình chỉ hút cặn. À, bé này không biết là đủ màu sắc rồi, đi xuống dưới là vừa rồi, đây xuống dưới chim ngưỡng mình vớt hết. Mình để hồ như vậy mình ngắm từ trên xuống, con cá không đủ sức để khoe sắc nha bạn, mình bỏ vô hồ mình ngắm bên hông nó mới đủ sức khoe sắc, xòe đuôi hay là tai bơi đó. Mình chơi cá bảy màu là phải chơi cái đó, chơi kiểu này nó mới thỏa hết được cái vẻ đẹp của con cá bảy màu, là phải nhìn ngang. Còn mình nhìn từ trên xuống là con cá như tí tẹo à, không có đẹp. Các bạn phải nuôi ngang, ngắm nó ngang nó sẽ rất là đẹp, nhìn bên hông nó sẽ rất là đẹp. Các bạn chơi với mua keo nhỏ, cái chậu nhỏ rồi lá chầu bà vô bỏ vô vẫn đẹp nha bạn. Cá bảy màu dễ nuôi, không cần oxy, sống vẫn được nha bạn. Còn các bạn muốn chơi dòng câu cấp Indo hay Malay gì đó như là Fungon á, chơi có hay khó chút xíu, nhưng mà quan trọng là mực nước của nó, môi trường nước sống được là ok hết, nó phát triển rất là lẹ. Cứ 2 tháng là đẻ ầm ầm thấy không, cá con có thấy chưa, các bạn thấy cá con chưa đó, bên góc tay trái các bạn đó. Để mình chỉ 4 ngày thôi là bắt đầu nó đẻ rồi, đẻ liên tục luôn rất là nhiều, 21 mà đẻ nhiều quá chắc tặng anh em nào chơi, còn đẻ mà nuôi không kịp nữa làm kinh doanh luôn. Rồi công trình tuyển mẫu nãy giờ cũng xong, thì là mấy bé đã ứng tuyển, phải được sàng lọc tuyển chọn, đã vô được vòng sơ tuyển rồi, chuẩn bị sang lên sàn đấu lớn thôi. Cá mà không qua ruộng sao lớn đúng không, bây giờ cho bay qua hồ chứ qua ruộng. Rồi tiến hành vận chuyển xuống dưới qua nhà mới thôi mấy đứa ơi. Thấy không, mấy bé này nhìn bên hông là khác liền, thấy không, nhìn bên hông là nó các bạn nó lớn. Nếu mà các bạn mua mà mấy em mà tai bơi lớn là phải nuôi hồ bên hông ngó nhắm, ngắm nha, đừng có mua từ trên xuống thì nó sẽ không chiêm ngưỡng hết được cái sắc đẹp của những con cá này nè. Rồi bỏ vô cho quen nhiệt độ, giống như đó ăn cá rồng không, mày vô nhà không chào hỏi nè bọc mày liền, thấy chưa, thấy chưa, vô nhà anh mà không chào hỏi là anh sơ tái hết đó. Nên có lồng cách ly nên nó không đụng được, nó chỉ tới bây giờ mình ngại là ngại con cá rồng nó sẽ ủi vô,
nó đói nó sẽ ủi vô sẽ làm hư cái chóp dãy hoặc là hư mắt và hư mỏ thôi. Nó nếu là đang đói nha, cái con cá chép ở dưới thì nuôi nó bự quá rồi nó không ăn được, cũng là tức tối. Thì mùa dịch thì 14 ngày nay mình cũng đâu mua được gì đâu, dễ chịu khó chạy đi mua kiếm bắt mấy con gián thả vô cho nó ăn đỡ. Thì hàng mỗi ngày bắt được con cũng tạm, tội nghiệp nhỏ không được ăn, tối nay kiếm gián bắt tiếp nữa. Nên là video trước mình có làm cái thùng lọc này rất là ok các bạn, mình rất là hài lòng với cái thùng lọc Asman 4000 này. Video trước mình có làm thì mình lọc đâu hai ba tháng, 3 tháng rồi, 3 tháng mình chưa có rửa cái thùng lọc nữa, để lần sau mình rửa vào thêm một cái video nữa. 3 tháng mình kéo dài 3 tháng luôn để cho nó công dụng của nó mà nuôi cá nhiều phụ kiện nhiều để cho nó tác dụng hay không. Hồi trước mình cũng có làm vệ sinh nhưng mà chỉ nuôi một con thôi, trong vòng 1 tháng mình vệ sinh rồi, bây giờ mình để 3 tháng làm tiếp video sau. Thôi không nói sầm sàm vòng vòng nữa, bây giờ vô chủ đề thôi. Thấy chưa thấy mấy em nó đẹp chưa, sắc màu lung linh luôn ha, con cá rồng cũng đang rất là thèm muốn ngay. Mọi ngon mọi ngon đó, tối nay là nhậu mày luôn ha, đừng có quên nha, lòng cách ly rất là cứng cáp nha bạn, như là lòng cá mập, lòng săn cá mập trong phim hầm cá mập, thấy chưa đó. Kiểu này con cá rồng chắc chảy nước miếng chết luôn. Ơi sao chảy ra dưới nước sẽ nước miếng sao thấy trời. Đây các bạn thấy con cá gửi màu chưa, bây giờ mình bật đèn lên hết full đèn và tắt bớt cho cường độ ánh sáng thay đổi coi nó như thế nào, các bạn cảm nhận nè. Để ra đây là đèn không, cái đèn này trước mình bỏ trong hồ nước á, bây giờ mình tích hợp ra ngoài để vệ sinh nó dễ hơn, chứ mình bỏ trong trọng nó rong rêu nó đóng lại vệ sinh một lần rất là phiền. Đấy, các bạn thấy bảng đuôi nữa không, nuôi cá 7 màu phải nhắm như vậy nè, nhắm ngang nó rất là đẹp, thân này ngó từ trên xuống như hồ bên trên. Hồ bên trên thì môi trường sống tự nhiên, không ai chăm sóc, tự lớn tự sinh tự đẻ. Còn ở đây mình phải chăm sóc nó nha, không để quên quên thức ăn là không được. Còn ở trên chợ nó có thể ăn, có rong kia rồi nó ăn. Và nếu mà dưới này có đèn đánh lên có thể nó sẽ đẹp hơn đó, mình đánh đèn cho nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ đúng 7 màu luôn không, bảng đuôi to. Các bạn có thể chơi loại tai bơi lớn để mình chuẩn bị order thêm vài cặp full gold về thử coi nó lên màu cỡ nào. Nó có con vàng vàng thấy không, đây là tổng quan khu cảnh hồ bơi của mình Oh, nha, come tổng thể on. nha. Banh ở trên mà dùng cho chống sạn mắt cho cá rồng, thì ở dưới là phụ kiện cá chép mồi. Thì là cá mồi là trước nuôi nhỏ xíu như cá bảy màu, bây giờ nó to vậy đó. Mình cũng chuẩn bị tống khứ mấy em này đi nhưng mà chưa có em nào, chưa có ai chịu nuôi được nó hết. Rồi lọt lòng có một con cá ba đuôi lạc lòi. Hồ này có nhiều thứ nha bạn, có cả con cua đồng nè, ốc bu nè đều có nha. Hồi trước mình có làm video các cua đồng bên đó, mình mua cua đồng về ăn xong rồi thả vô nuôi, nuôi nó sống đâu cái tháng trời cũng xi nhê luôn, hay thiệt. Ốc bu bỏ vô cũng nghe sống phà phà luôn, tưởng nó cua đồng nó xuống dưới thở không được ai đâu, sống tới giờ luôn. Nó chui vô cái lòng san hô á với cái máy bơm bên dưới nha. Rồi đây là cái bể cách ly cộng sinh trong cái hồ cá rồng. À, mình đẩy sát vô góc nên nó chỉ còn có mất đi 1/3, 1/4 gì của hồ. Đó, cá để như vậy coi nó mới sướng mắt, thấy chưa?